Em đã thay đổi thật rồi phải không em? Từ ánh mắt em nhìn anh không còn như trước, những ngọt ngào quan tâm lúc xưa đâu rồi, mà giờ đây sao chỉ thấy hờ hững. Khoảng cách ấy một ngày lại dần xa hơn, rồi cũng đến lúc em nói câu mình chia tay. Nỗi buồn và cô đơn của kẻ ly tình thì làm sao anh có thể quên đi. Nhưng kỷ niệm khi ấy anh vẫn giữ trong tim, để làm gì em ơi khi em đã buông vòng tay, chỉ làm cho vết thương này thêm lớn dần. Thì làm sao có thể khâu lại lành đây, chỉ là em không hiểu không biết đây thôi, rằng một khi yêu ai đâu dễ gì để quên đi. Cũng bởi do trái tim anh đã nguôi lạnh nên không còn cảm giác yêu thương một ai. Làm sao có thể khâu lại lành đây, chỉ là em không hiểu không biết đây thôi, rằng một khi yêu ai đâu dễ gì để quên đi. Bởi do trái tim anh đã nguôi lạnh nên không còn cảm giác yêu thương một ai. Cũng bởi do trái tim anh đã nguôi lạnh nên không còn cảm giác yêu thương một ai.
do trái tim anh đã nguôi lạnh nên không còn cảm giác yêu thương.